Rồi quý vị ơi, bonsai 2404, 6 cây mai chiếu thủy 350k bao ship toàn quốc. Anh nào quen ship code đã chuyển khoản nha quý vị. Cái lô này là lô chiếu thủy cuối cùng luôn nha. Trong vườn này là hết cái loại này luôn rồi nha quý vị. Đó, không có đi mua hàng nữa, hết hàng luôn rồi. Cái loại này giờ đâu có còn nữa đâu mua nhiều. Rồi đây cây số 1 nha. Đó, siêu già luôn nha, đế đắm đây nè. Đó. Rồi một cây, đây cây số 2, cây này là cây kim thanh mai nha. Cây kim ba xưa chứ không phải kim thanh mai nha quý vị. Chỉ còn sót có một cây trong này nè. Tính để gọt nhỏ xíu lại vô chậu chơi nhưng mà thôi bán cho quý vị luôn cho rồi. Cái lô cuối cùng có một cây này trống luôn. Quý vị thấy nó nu ghê không? Nè. Đó cái tàn đó nè. Đó, tôi tính gọt nhỏ xíu tôi ép chậu luôn nhưng mà thôi bán luôn. Rồi hai cây, cây này cây số 3 nha, à, nè nằm trên tay luôn nha. Rồi ba em ha, cây này cây thứ 4 nha, tàn thiên nhiên luôn nha. Rồi cây này cũng cây kim thanh mai luôn nè, đó cái này kim thanh mai nha, còn cái này là ba xưa nha, đó còn này kim thanh mai mà nó già quá nó cũng có nu luôn nè, đó quý vị thấy không? Đó. Rồi năm cây, cây cuối cùng là cây kim giòn, tàn chà bá lửa luôn nè, đế nằm dưới này về bươi ra nha, tàn chà bá lửa luôn thấy không? Rồi sáu em 350. Rồi kết thúc quý vị ơi, xuống con ơi.